đâu có nhắn gì được đâu. Rồi á. Giờ là chúc Hồng Tâm có thưởng không? Hồi mấy quay phim cho con. Quay, quay hẳn đi em đăng mới được chứ. Mày nghe vô không vậy? Rồi. Rồi quay phim chưa? Rồi. Rồi bắn đi con. Rồi bắn đi. Con nhắm vô Hồng Tâm ơi, cái nhau cái đồ nhắm thấy không? Con đứng vậy sao nhắm được? Ê đúng, sao nó cầm cái bắn súng vậy?